phục ngọa cụ khen chê khinh bỉ cung kính tâm ngài vẫn không đổi khác cũng như vàng thật dù đốt rèn đập mài vẫn không thêm bớt vì vậy cho nên a la hán tuy đoạn kiết sử đắc đạo nhưng vẫn còn tàn khí không được gọi là bà già bà hỏi bà già bà chỉ có một danh hiệu ấy hay còn có danh hiệu khác đáp công đức của phật vô lượng danh hiệu cũng vô lượng Danh hiệu ấy bà già bà được dùng hơn cả là do nhiều người biết đến. Lại có danh hiệu khác như Đa Đà A Già Đà Ta Thè Ga Ta. Sao gọi là Đa Đà A Già Đà Ta Thè Ga Ta như Lai? Như Pháp tướng mà hiểu, như Pháp tướng mà giảng thuyết, như chư Phật theo con đường an ổn mà đi đến, Phật cũng như vậy đi đến, lại không còn đi đến trong đời sau nên gọi là Đa Đà A Già Đà. Lại có danh hiệu A La Ha A Hết, sao gọi là Alaha? Ala là giặc, Ha là giết, Alaha gọi là giết giặc như kệ nói. Phật lấy nhẫn làm áo đồng, lấy tinh tấn làm giáp sắt, lấy trì giới làm ngựa hay, lấy thiền định làm cung tốt, lấy trí tuệ làm tên nhọn. Ngoài thì phá quân ma vương, trong thì diệt dập phiền não, ấy gọi là A-la-ha. Lại nữa, A là chẳng, A La ha là danh. A la ha là chẳng xanh. Ha tê giống Phật tâm không xanh trong thửa ruộng đời sau vì vỏ chấu vô minh đã lột rồi. Lại nữa, A la ha là ứng thọ cúng dường. Phật đã trừ hết kiết sử, được nhất thiết trí tuệ, xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường của hết thảy trời đất chúng sanh, vì thế Phật cũng gọi là A la ha. Lại có danh hiệu Tam Miệu Tam Phật Đà Sam Dễ Ác Sam Buddha. Tại sao gọi là tam miệu tam Phật Đà? Tam miệu là tránh, tam là biến, Phật Đà là chi? Tam miệu tam Phật Đà là tránh biến chi đối với hết thảy Pháp? Hỏi, thế nào là tránh biến chi? Đáp, biết khổ đúng như khổ tướng. Biết tập đúng như tập tướng. Biết diệt đúng như diệt tướng. Biết đạo đúng như đạo tướng. Đó là tam miệu tam Phật Đà. Lại nữa, biết tướng chân thật của tất cả các pháp là bất hoại, bất tăng, bất giảm. Tại sao gọi là tướng bất hoại? Con đường tâm tưởng nói năng đều đoạn diệt quá hơn các pháp như tướng yết bàn bất động. Vì vậy gọi là tam miệu tam phận đà. Lại nữa, hết thảy danh tự của mười phương thế giới. Của chúng sanh trong lục đạo nhân duyên đời trước và chỗ thác sanh trong vị lai của chúng sanh hết thảy tâm tưởng của mười phương chúng sanh, các kiết sử, các thiện căn, các đạo xuất ly, hết thảy các pháp như vậy đều biết. ấy gọi là tam miệu tam phận đà. Lại có danh hiệu bệ đa giá la na tam ban na vidya karana sampana. Tiếng tàu dịch là minh hạnh túc. Sao gọi là minh hạnh túc? Túc mạng thiên nhãn và lậu tận gọi là tam minh. Hỏi, thần thông và minh khác nhau như thế nào? Đáp. Biết thẳng việc túc mạng trong quá khứ gọi là thông, biết hạnh nghiệp nhân duyên trong quá khứ gọi là minh. Biết thẳng chết chỗ này danh chỗ kia gọi là thông. Biết hạnh nghiệp nhân duyên tập hợp không mất gọi là minh. Dứt thẳng hết kiết sử mà không biết còn sanh lại hay không sanh lại gọi là thông. Nếu biết lậu hoặc dứt hết không còn sanh lại gọi là minh. Ba minh này là sở chứng của Đại A-La-Hán Đại Bích Chi Phật. Hỏi: Nếu như vậy, A La Hán vào Bích Chi có gì khác với Phật? Đáp: Các vị ấy tuy được tam minh mà minh không đầy đủ, còn Phật đầy đủ hết thảy nên khác. Hỏi: Sao là không đầy đủ và sao là đầy đủ? Đáp: Chi túc mạng của A La Hán vào Bích Chi Phật biết thân mình và thân người khác cũng không thể đủ có vị a la hán biết một đời hoặc hai đời ba đời mười trăm ngàn vạn kiếp cho đến tám vạn kiếp xa hơn thì không còn biết được nữa thế nên không đầy đủ thiên nhãn minh biết về đời vị lai cũng như vậy Phật ngay trong một niệm khi sanh, trụ diệt các phần kiết sử, khi sanh như vậy, khi trụ như vậy, khi diệt như vậy. Các kiết sử do khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí đoạn diện đều biết rõ các kiết sử đã được giải thoát như vậy, được giải thoát về bao nhiêu pháp hữu vi, được giải thoát về bao nhiêu pháp vô vi. Như vậy cho đến đạo tỷ nhận đạo loại nhẫn trong 15 tâm thuộc kiến đế đạo kiến đạo vị thì hàng thanh văn và bích chi Phật không thể giác chi vì thời gian quá mau đối với họ biết nhân duyên, lậu tận của chúng sanh quá khứ cũng như thế, biết vị lai, hiện tại cũng thế. Hành là thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhưng chỉ có thân nghiệp, khẩu nghiệp của Phật là hoàn toàn. Còn người khác đều có sai quấy, như thế gọi là minh hạnh túc. Lại có danh hiệu tu già đa su ta thiện thể, tu su tẩu là dịch khéo, già đa ga ta hoặc nói là đi hoặc là thuyết ấy là khéo đi khéo thuyết khéo đi qua là đi trong các tam ma để sâu ra và vô lượng đại trí tuệ như kệ nói phật lấy nhất thiết trí làm xe đi đường bát tránh vào niết bàn vì vậy gọi là khéo đi tu gia đa khéo thuyết là như thật tướng các pháp mà thuyết không vì ưa đắm pháp mà thuyết quán sát trí tuệ lực của đệ tử Người ấy dù đem tất cả phương tiện thần thông trí lực mà hóa cũng không độ được. Còn người ấy độ được. Người ấy mau, người ấy chậm, người ấy nên ở chỗ ấy độ. Người ấy nên thuyết về bố thí, hoặc thuyết về trì giới, hoặc thuyết về niết bàn. Người ấy nên thuyết về năm nguồn ngũ chúng, 12 nhân duyên, các pháp tứ đế thời có thể đưa họ vào đạo. Biết các loại trí lực của đệ tử như vậy mà vì họ thuyết pháp ấy là khéo thuyết. Lại có danh hiệu Loka bị Loka vít thế gian giải. Loka Loka tàu dịch là thế gian, bị vít dịch là chi. Loka bị là chi thế gian. Hỏi, thế nào là chi thế gian? Đáp, biết hai thứ thế gian. Một là chúng sanh hay là phi chúng sanh. Và đúng như thật tướng biết thế gian, nhân của thế gian, sự diệt tận của thế gian, đạo xuất ly thế gian lại nữa biết thế gian không phải như thế tục biết cũng không phải như ngoại đạo biết biết thế gian vì vô thường nên khổ vì khổ nên vô ngã lại nữa biết thế gian phi hiệu thường phi vô thường phi hiệu biên phi vô biên phi khứ phi bất khứ cũng không đắm trước những tướng như vậy tướng thanh tịnh thường bất hoại như hư không ấy gọi là biết thế gian lại có danh hiệu là áo đa la anutara tàu dịch là vô thượng hỏi thế nào là vô thượng đáp pháp niết bàn là vô thượng phật tự biết niết bàn ấy không phải nghe từ người khác cũng dấp dẫn chúng sanh khiến đi đến niết bàn như trong các pháp niết bàn là vô thượng thời trong chúng sanh phật cũng vô thượng lại nữa công đức trì giới thiền định trí tuệ giáo hóa chúng sanh hết thảy không có ai bằng huống là hơn được cho nên gọi là vô thượng lại nữa A à là không, nấu đa la là trả lời, hết thảy pháp ngoại đạo có thể trả lời, có thể phá hủy, vì nó không phải là thật, không phải thanh tịnh, còn Phật pháp không thể trả lời, không có thể phá hủy, vì nó ra ngoài con đường nói năng, cũng là thật là thanh tịnh. Do đó nên gọi là không trả lời. Lại có danh hiệu là Phú Lâu Gia Đàm Miệu Bà La Đề Pura Gia Đa Xe Ra Thi phú lâu xa, tàu dịch là trượng phu, đàm miệu dịch là có thể giáo hóa, bà la đề dịch là điều ngự sư, ấy gọi là đấng thấy điều ngự của những người có thể giáo hóa điều ngự trượng phu. Phật đêm đại từ đại trí, có khi nói lời êm dịu, có khi nói lời khắc khổ, có khi nói lời chi ly, lấy đó điều phục chế ngự khiến không mất tránh đạo, như kệ nói. Phật Pháp là xe, đệ tử là ngựa, bảo chủ điều ngự thật pháp là Phật. Nếu ngựa vượt ra ngoài lối tránh, thì sẽ tự sửa khiến điều phục. Nếu căn nhỏ không điều thì dùng pháp nhẹ chỉ, khéo léo thành lập cho vào thượng đạo. Nếu không trị được thì vứt bỏ. Do vậy là đấng điều ngự vô thượng lại nữa, điều ngự sư có năm thứ, một trước hết là pháp sửa trị của cha mẹ, anh chị, thân lý, hai thứ đến là phép của quan, ba dưới hết là phép